Rồi, hello, chào mấy đứa. Bây giờ tiếp tục với cái chuỗi video 30 ngày cuối ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Bây giờ thầy sẽ sửa tiếp cái đề để tụi em tránh bị sai những câu dễ nghe chưa? Cái đề thì nó dễ thôi. So với cái đề Nghệ An hôm trước thì nó sẽ dễ hơn, như tụi em dễ hơn nhiều. Nghe chưa? Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái câu cũng rất là dễ sai, cho nên tụi em cũng phải lưu ý nha. Rồi thôi, bây giờ thầy sửa cái đề này nha tụi em. Được chưa? Rồi, bây giờ tụi em hãy đọc nè, câu 1 này người ta cho tụi em gì đây? À, để cho em một cái phản ứng hạt nhân đúng không tụi em? À, giờ tụi em để ý nè, cái này là cái năng lượng tỏa ra của phản ứng đúng không? Tức là một phản ứng nha tụi em, cái này là năng lượng tỏa ra của một phản ứng nghe chưa tụi em? Rồi, thì bây giờ người ta hỏi năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 gram khí heli, thì tụi em biết nè tụi em, 1 gram khí heli thì nó sẽ có rất nhiều phản ứng đúng không? Tức là nó sẽ có rất nhiều hạt đúng không? Rất nhiều nguyên tử heli, được chưa? Nhưng mà một phản ứng tức là một nguyên tử heli thì chỉ được chưa tụi em, thì ra được bao nhiêu đi năng lượng? Được chưa? Một phản ứng tạo ra một nguyên tử heli thì tỏa ra nhiêu đây năng lượng, được chưa? Thì bây giờ tụi em phải tìm số nguyên tử, đúng không? Thì bây giờ nè, số nguyên tử heli nè sẽ bằng m nhỏ, đúng không? Chia cho a nhân cho hằng số Avogadro. Đúng chưa tụi em? Vậy thì suy ra năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 gam sẽ bằng năng lượng, sẽ bằng số hạt, đúng không? Sẽ bằng số nguyên tử nè nhân cho năng lượng, được chưa? Của một phản ứng, tức là nhân cho 17,6. Được chưa? À, các bạn nhớ đổi sang gì tụi em, đổi sang joule nha, cái này đơn vị là mega, nó trong volt nè, đổi sang joule thì phải nhân cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 tụi em, đúng chưa? Mega nó trong volt thì là nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 13, rồi thì bấm ra thôi. Bài này dễ mà đúng không? Bài này dễ hơn tụi em. M là mấy? M là 1 gram nè, chia cho a là chia 4 nè, hằng số Avogadro là 6,02 nhân 10 mũ 23 đúng không tụi em? Rồi bây giờ nhân cho 17,6 nè, nhân cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 3 này, nó sẽ ra là 4,23 nhân 10 mũ 21, được chưa? À thì bấm, à thì thấy số 1, à 4,24 nhân 10 mũ 11 rồi em, mà đáp án sẽ là câu D. Rồi xong tiếp nè, một mạch dao động điện từ LC lý tưởng điện tích cực đại, mấy đứa nghe nè, cái này là quy không đúng không? Cái này là quy không, được chưa? Điện tích cực đại chính là Q0. Rồi cường độ dòng điện cực đại, à tức là cái này là y không, người ta kêu các bạn tìm chu kỳ là kêu tìm T đúng không? Thì tụi em biết công thức liên hệ giữa y không với quy không nè, y không sẽ bằng omega nhân gì tụi em, nhân quy không, mà omega thì bằng gì tụi em? Omega thì lại bằng gì? Omega này là thì lại bằng 2 pi chia 2 pi chia T nhân quy không. Đấy, từ phương trình này rõ ràng y có rồi, y không có rồi, quy không có rồi, tụi em sẽ tìm được T đúng không? T sẽ bằng 2 pi, 2 pi nè nhân quy không nè chia cho y không, đúng chưa? Rồi thì bấm nhanh đi tụi em. 2 nè nhân quy không là nhân cho 2 nhân mũ trừ 6 đúng không, chia cho y không là chia cho 0,1, pi với pi thì mất rồi, nó sẽ ra là 4 nhân mũ trừ 5, đáp án sẽ là câu D luôn, đúng chưa tụi em? Xong câu số 3 nè, có hai điện tích điểm đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là, này là Q1, này là Q2 nè, lực tương tác giữa hai điện tích đó có độ lớn là 9 mN, khoảng cách giữa hai điện tích đó là kêu các bạn tìm R. Thì đây là bài khảo sát công thức lực tĩnh điện tụi em. Lực tĩnh điện F thì bằng K đúng không? Nhân trị đối Q1, Q2 chia cho R bình, đây là công thức của nó nè. Với các bạn nghe nè, cái K này là hằng số nghe chưa? Cái K á, nó sẽ luôn luôn là bằng 9 nhân 10 mũ 9. Đấy, rồi thì tụi em thấy là F có rồi nè, cái này là F nè. Đúng chưa? Cái này là Q1, này là Q2 nè. Bây giờ tìm R thì rất dễ, chuyển vế thôi đúng không tụi em? Thầy ship xong luôn cho nó nhanh nha. Đây. Bây giờ F là nhiêu? F là 9, nhưng mà nhớ đổi đơn vị nghe tụi em, đổi hết về đơn vị chuẩn nha. Bây giờ mili thì là nhân cho 10 mũ trừ 3 nè, rồi bằng đúng không, K là 9 nhân 10 mũ 9 nè. Rồi xong nhân tiếp Q1, Q2 là 1 micro của long, micro là 10 mũ trừ 6, nano là 10 mũ trừ 9 đúng không tụi em? Rồi chia cho R bình là chia cho X bình, chia cho R bình là chia cho X bình nè. Rồi ship xong rồi, rồi chờ xíu nha, máy tính nó chạy, được chưa? Nó ra là 0,1 tụi em, 0,1 mét thì là 10 cm, được chưa? Đáp án sẽ là câu C. Xong câu 4 nè, ban đầu lúc t bằng 0 có mẫu chất phóng xạ ít nguyên chất, ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ ít còn lại 20% so với ban đầu. Vậy bây giờ ở thời điểm t2 bằng t1 cộng 100 giây thì số hạt nhân ít chưa bị phân rã còn 5% so với hạt nhân ban đầu, cũng thì cái này cũng là số hạt nhân còn lại thôi đúng không tụi em, chưa bị phân rã nè, nó cũng là còn lại thôi đúng chưa? Rồi người ta hỏi chu kỳ bán rã, tức là tìm T đúng không tụi em? Ok,
Rồi ok, các bạn xem thầy giải câu 4 nè. Đây, ở thời điểm T1 nè, cái chất phóng xạ ít đó tụi em, nó còn lại 20% cái hạt nhân chưa bị phân rã, tức là cái số hạt còn lại. Tức là cái số hạt còn lại nè tụi em, nó bằng 0.2, tức là 20% của ban đầu. Đúng không tụi em? Rồi, mà tụi em biết nè, cái N này nè là N0 nhân cho 2 mũ trừ T1 phần T lớn, đúng không? T này phải là T1. Được chưa tụi em? Rồi, nhớ là cái này là hàm mũ nha. Rồi, bằng 0.2 N0. Thì tụi em thấy nè, N0 với N0 thì chém, đúng không? Rồi tiếp nè, ở thời điểm T2 tụi em thì số hạt còn lại, đọc này nha. Thời điểm T2 thì số hạt nhân ít chưa bị phân rã nó còn 5% so với hạt nhân ban đầu. Tức là cái số hạt còn lại nó chỉ là bằng 0.05 lần của số hạt nhân ban đầu thôi. Được chưa? Tương tự tụi em thay vô cái N này thì nó sẽ bằng N0 nhân cho 2 mũ, bây giờ phải là trừ T2 nha. Bây giờ phải là trừ T2 nè, chia cho T nè. Rồi, bằng 0.05 N0 thì N0 chém, đúng không? Vậy bây giờ các bạn thấy nè, thầy có cái này là phương trình thứ nhất, là phương trình thứ hai nè. Bây giờ thầy lấy hai cái này chia nhau thôi ha. Đây là 1 nè, đây là 2 nè. Đây, thầy lấy 1 chia 2 thì các bạn thấy nè, 2 mũ trừ T1 phần T chia cho 2 mũ trừ T2 phần T thì nó sẽ là 2 mũ trừ T1 phần T cộng cho T2 phần T, đúng không? A mũ N chia A mũ M thì bằng A mũ N trừ M đó. Được chưa tụi em? Trừ với trừ thì thành cộng, xong. Bây giờ tụi em nhìn là 0.2 chia 0.05 thì nó sẽ ra 4. Đúng không tụi em? Mà 4 chính là gì? 4 chính là 2 bình. Vậy thì 2 mũ này bằng 2 mũ 2 thì cái này, đúng không? Sẽ bằng cái này. Đúng không tụi em? Tức là sẽ có trừ T1 chia T nè, cộng T2, mà T2 thì bằng T1 cộng 100 nè, thấy không? Thay vô tụi em. Cộng T1 cộng 100 chia cho T sẽ bằng mấy? À, bằng 2. Thì tụi em tách ra T1 với T nè, chỗ này có T1 phần T nè, chém, cho nên nó chỉ còn lại là 100 phần T thôi, đúng không tụi em? Bằng 2, vậy suy ra T sẽ bằng 50 giây, vậy đáp án sẽ là câu C, đúng chưa? Chỗ này tách ra thành T1 chia T nè, thì trừ T1 chia T, còn T1 chia T mất, nó chỉ còn 100 phần T thôi, hay 100 phần T bằng 2, xong. Rồi, tiếp tục luôn tụi em nè. Câu số 5 nè mấy đứa, câu số 5. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng tương sắc có tần số, đây là F nè. Rồi, công suất bức xạ là B nghe tụi em. Số photon mà nguồn phát ra trong một giây. Ok, tức là kêu tìm N đó. Tụi em biết nè, công suất, đúng không? Công suất phát xạ sẽ bằng số photon phát ra trong một giây nhân cho năng lượng của một photon, đúng chưa? Đấy, thì tụi em biết nè. Thật ra, cái epsilon này thì bằng H gì? HF, đúng không? Đấy, vậy ra rồi tụi em, đúng không? Vì suy ra tụi em sẽ có là N sẽ bằng B chia cho H nhân F. Xong, thì thay vô thôi ha. B là 10 nè, chia cho H là 6.625 nhân 10 mũ trừ bằng 4. H là hằng số lăng á tụi em ha. Nhân F là nhân cho 5 nhân cho 10 mũ 14, đúng không? Đây, nó sẽ ra là 3.02 nhân 10 mũ 19 tụi em. 3.02 nhân 10 mũ 19 nè, đáp án sẽ là câu C. Xong, xong nha. Tiếp này mấy đứa. Đây là con số 6 nè. Rồi, một khung dây dẫn hình chữ nhật có 5 trong vòng dây, tức là đây là N số vòng dây, diện tích mỗi vòng là S nè tụi em. Đây là S nè, tiết diện đó. Nhưng mà nhớ cái này là cm vuông, tụi em phải đổi sang mét vuông nha. S là bằng 220 cm vuông nè, đổi sang mét vuông là phải nhân cho mũ trừ gì? 4 nghe chưa tụi em? Nè, đổi sang mét vuông. Rồi, khung dây quay đều với tốc độ là 50 vòng trên dây. Tốc độ vòng trên dây thì này chính là tần số đó, đúng không? Tần số là số vòng vật tự nhiên trong một dây, cái này chính là tần số nè. Rồi, cho B, đúng không tụi em nè, cảm ứng từ rồi trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với trục quay và có độ lớn tức là cái này là B nè tụi em, cái này là cảm ứng từ B nè. Kêu tìm sức điện động cực đại, tức là kêu tìm E0. Mà tụi em biết nè, E0 thì bằng omega nhân cho từ thông cực đại, đúng không? Mà từ thông cực đại thì lại là bằng NBS, đây là công thức thôi. Rồi thay vô tụi em nha. Omega thì bằng 2BF nha. Omega thì bằng 2B nhân F. F là 50 đó, nghe chưa? Có số hết rồi, tụi em tự thay vô nha. Rồi, thì thay vô tụi bấm luôn nha. Đây. Đây, 2 nè. Nhân cho gì tụi em? 2 nhân B nè. Nhân F là nhân nhiêu? Đây, F là 50, thấy không tụi em? Rồi, nhân cho N là nhân cho 500 vòng nè. Rồi, tiếp. Bây giờ nhân cho B là nhân cho căn 2 phần 5, đúng không? Nhân cho căn 2 phần 5B. Rồi, nhân tiếp cho S là nhân cho 220 nhân cho 10 mũ trừ 4, nó sẽ là 311.12.
311/12 là 200 căn 2 đó tụi em. À, 220 căn 2. Đúng rồi, 311/12 là 220 căn 2. Rồi xong. Xong nha mấy đứa. Tiếp số 7 nè. Khi hiệu điện thế đặt vào hai bảng tụ điện tăng 2 lần, tụi em biết Q bằng CU đúng không? Nhớ nè, nhớ cái dạng này tụi em phải nhớ cái điện dung này không đổi nghe chưa? À, khi mà người ta tăng hiệu điện thế thì nhớ là C không đổi, mà C không đổi thì U tăng trong Q tăng, đúng không tụi em? Cho nên điện tích sẽ tăng. À xin lỗi. U tăng 2 lần thì điện tích phải tăng 2 lần chứ, chọn câu tăng thôi em. À, nó phải là câu A, nghe chưa? À, U tăng 2, đúng không? U tăng 2 thì Q cũng phải tăng gì? À, Q cũng phải tăng 2. Xong. Câu số 8 tụi em. Thiết lượng tử ánh sáng có biểu đạt là sai. Phân tử nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng phát xạ hay hấp thụ photon, câu này đúng. Đúng không? Theo thiết lượng tử ánh sáng tụi em thì nguyên tử phân tử có thể phát xạ hay hấp thụ photon, đúng không tụi em? Rồi. Đấy, có thể bức xạ hoặc hấp thụ đó. Rồi, câu B tụi em. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon, câu này chuẩn nè, chuẩn đét rồi tụi em. Nghe chưa? Câu C, năng lượng của photon ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc tần số. Câu này sai nè. Câu này sai nè. Được chưa tụi em? Năng lượng của photon, mỗi photon được chưa tụi em, nó sẽ có một cái hằng số đặc trưng của nó, cho nên câu này sai. Nghe chưa? Rồi, trong chân không các photon bay dọc theo tia sáng với tốc độ là C nhân 3 nhân mũ 8 nhân giây, câu này chính xác rồi. Photon trong chân không thì tốc độ ánh sáng là 3 nhân mũ 8 tụi em, đúng không? Rồi, xong. Dùng hạt proton có động năng là 1.6 mega nó trong vol, động năng ký hiệu là K đó tụi em. Rồi bắn vào nhân li ti đứng yên. Đứng yên thì động năng bằng 0 nha. Đứng yên thì động năng bằng 0. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng, đọc kỹ nha tụi em. Cùng động năng, không kèm theo tia drama, biết năng lượng tỏ ra của phản ứng là như đây, tức là cái này là delta E đó, năng lượng tỏ ra, tìm động năng của mỗi hạt sinh ra, tức là kêu tìm động năng của cái hạt này nè. Giả sử hạt sinh ra là hạt X đi tụi em, đúng không? Là K X đi, tức là kêu các bạn tìm K X đó. Ok không? Đây thầy vẽ cái phương trình cho em dễ nhìn nha. Nè. Đây. Tức là người ta dùng một cái hạt proton tụi em, đúng không? Người ta bắn vào nhân li ti, li ti đúng không? Nó sẽ tạo ra hai hàng X, giả sử là hai thằng X đi. Đúng không tụi em? Thì tụi em nhớ cái công thức năng lượng tỏ phản ứng không? Nè. Năng lượng phản ứng hạt nhân nè, đó là năng lượng delta E sẽ bằng động năng sau trừ động năng trước, đúng không? Động năng sau là bằng 2 lần của động năng của hạt X này nè. Động năng sau là bằng 2 lần cái X trừ cho động năng trước, tức là trừ cho động năng của hạt proton. Còn cái thằng này đứng yên thì động năng bằng 0. Li ti đứng yên này đúng không? Đấy, cho nên nó chỉ có vậy thôi. Rồi thay cho tụi em delta E là 17.4 nè. 17.4 bằng 2 lần cái X, 2 lần cái X. Còn K proton là 1.6 nè. Đấy, từ cái này tụi em sẽ suy ra cái X. Rồi, bấm ra luôn nha. Đây, tức là cái X sẽ bằng cái này cộng cái này chia 2, đúng không tụi em? 17.4 nè cộng 1.6 rồi chia 2 nó sẽ là 9.5 rồi, 9.5 nó sẽ là cụ D. Rồi xong, dễ, mấy con này dễ rồi. Tiếp câu số 10 tụi em. Câu số 10 nè. Ha, trong máy thu thanh nè, đọc kỹ nha, đây là máy thu nha tụi em. Máy thu là cái máy gì? Cái máy thu thanh là cái máy có cái lò đó. Cái máy có cái lò đó. Rồi. Bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm. Dao động điện thành dao động âm, tức là biến cái dao động điện thành cái âm thanh nghe được, tức là nó phải là lo tụi em, đúng không? Trong máy thu thanh vô tuyến, bộ phận dùng để biến đổi trực tiếp dao động điện thành dao động âm cùng tần số, nó phải là lo. Còn thằng nào mà biến dao động âm thành dao động điện thì nó là macro. Nghe chưa? Nếu mà ngược lại đó, nếu mà ngược lại thì là macro. Cho nên tụi em nghe cho kỹ nha bài này. Rồi xong câu 11. Rồi, đặt một cái điện áp như này có omega hay đã được vào hai đầu động mạch trước cuộn cảm và điện trở thuần và điện dung C. Khi omega bé hơn 1 phần căn LC thì như nào? Thật ra omega bé hơn 1 căn LC tức là ZL bé hơn ZC đó tụi em. Đấy. Bạn nào mà không biết thì chứng minh lại nè. Nè các bạn có omega nè, bé hơn gì? 1 phần căn gì tụi em? Ừ, 1 phần căn LC. Đúng không? Vậy tương đương nè, bây giờ bình phương lên đi, bình phương lên cái này là omega bình, đúng không? Cái này là 1 phần LC. Sau đó các bạn nhân L qua đây thì thầy sẽ có là omega nhân L bé hơn gì tụi em? Bé hơn 1 phần C nhân omega, đúng không? Omega là omega bình tách ra thành omega nhân omega, đúng không? Một cái omega thì chuyển qua đây. Đây nó ra cái này. Thì tức là ZL sẽ bé hơn ZC. Đúng chưa tụi em? ZL bé hơn ZC, tức là mạch sẽ có tính gì? Mạch sẽ có tính dung kháng. Mạch sẽ có tính dung kháng. Đấy, hay là U sẽ chảy pha Y nghe chưa tụi em? Nè, Y nằm ngang nè.
y nằm ngang nè, giờ u sẽ quay xuống nha, u sẽ chảy pha y. Rồi đọc coi. Đúng a, cường độ dòng điện trong động mạch cùng pha với điện áp, câu này sai. ZL bé ăn ZC thì u phải chở pha y. Rồi câu B, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động mạch. Câu này đúng rồi. Rồi đúng rồi tụi em, tại vì tụi em biết nè, UR nè, u hai đầu AB đúng không tụi em, sẽ bằng căn của gì? Căn của UR bình nè, cộng cho UL trừ UC tất cả bình. Đúng chưa? Mà tụi em biết hai cái thằng này ZL bé ZC cho nên hai cái thằng này khác nhau. Khác nhau thì khi mà trừ nhau nó sẽ ra số nào đó, mà bình phương lên nó sẽ ra số dương. Đúng không? Bình phương lên thì luôn dương, tụi em thấy nè. Thằng này bình cộng thằng này bình ra thằng này, cho nên chắc chắn UR phải luôn nhỏ hơn UAB chứ. Đúng không? Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở rừng sẽ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R sẽ luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động mạch, nghe chưa? Đấy. Cho nên câu này là sao tụi em? Câu này đáp án sẽ là câu B nha. Rồi cho nên câu C với câu D, hai câu này cũng sai luôn, tụi em tự xử nha. Cường độ dòng điện trong động mạch chảy pha so với điện áp là sai rồi. Cường độ dòng điện phải nhanh pha hơn, đúng không? U chảy hơn y thì y phải nhanh hơn u. Rồi, điện áp hiệu dụng với hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng với hai đầu động mạch, sai. Hai này không bằng được. Bằng khi nào? Bằng khi cộng hưởng. Rồi, câu 12 tụi em. 12 nè. Xuất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. Câu B, bài này thầy dạy rồi. Đúng chưa? Thầy dạy trong cái buổi live bữa. Rồi, xong, câu 13 tụi em. Đây. Đặt U vào hai đầu động mạch chỉ có R thì có nghĩa là mạch chỉ có R, mấy đứa phải nghe cho kỹ nè. Mạch có R thì nhớ chưa? U với Y phải sao tụi em? Ừ, U với Y phải cùng pha, nghe chưa? U với Y phải cùng pha, mạch chỉ có R mà. Rồi. Ok, vậy người ta hỏi cái phương biểu thức nào sau đây là sai thì chắc chắn câu sai mới là câu D nè. Cái này là mối quan hệ vuông pha tụi em, cái này là vuông pha. Cho nên ba cái này đúng nè. Thật ra đúng tụi em, nhìn nó dễ lắm. Nè. U chia U không thật ra là 1 phần căn 2 đúng không tụi em? Đúng không? U chia U không là 1 phần căn 2, Y chia không cũng là 1 phần căn 2. Đấy thì hai cái này trừ nhau bằng không, đúng rồi. Cái này cũng đúng rồi. Cái này cũng đúng rồi, tại vì UY cùng pha, UY cùng pha thì U chia U không. Đúng không tụi em, sẽ bằng y chia gì, chia y không, cho nên thầy sẽ có được cái này. Ok chưa? Đấy. Rồi nha. Tóm lại là cái này dễ, được chưa? Câu nhìn như thấy câu này là sai chắc rồi tụi em. 13D. Tiếp 14 nè mấy đứa. Đây. Bài nào câu 14 nha. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống Coolidger là U AK là bằng nhiêu đây? Bỏ qua động năng ban đầu, tức là động năng ban đầu cực đại bằng 0 đó, của anh ở trong khi bứt ra khỏi cathode. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là, bài này dễ lắm, tụi em cứ hiểu như vậy nè. Khi mà anh ở trong bứt ra khỏi cathode nó sẽ có năng lượng là epsilon, đúng không? Vậy epsilon đó nó sẽ bằng chính bằng cái năng lượng, được chưa? Cái năng lượng của cái ống Coolidger này nè. Tức là sao tụi em? Tức là nó sẽ bằng E nhân U AK. Hay thầy có thể ghi là nè, epsilon bằng A, mà A thì bằng E nhân U á tụi em. Nghe chưa? E thì bằng A nhân U. E nhân U, đúng không? Rồi, tóm lại epsilon sẽ bằng E nhân U, mà tụi em biết nè, epsilon thì bằng HF, đúng không? HF sẽ bằng E nhân U. Xong rồi, thì suy ra các bạn sẽ tìm được F. Bài này dễ. Chuyển vế qua tụi em. Vậy F sẽ bằng E nhân U chia H. E là 1.6 nè, nhân 10 mũ trừ 19 nè. Đúng chưa? Nhân U là nhân 2, nhân 10 mũ 4 nè, chia cho H là chia 6.625 nhân 10 mũ trừ 34. Đấy, 4.83 nhân 18 thôi em. Nó bán sẽ là câu C. Đúng chưa? 4.83 nhân 18. Xong, tiếp câu 15. Một sóng cơ truyền trong một môi trường, tốc độ truyền sóng, tụi em biết nè. Người ta cho tụi em phương trình thì nhớ nè, tốc độ truyền sóng thì dạy rồi, nó sẽ bằng là hệ số đứng trước T chia cho hệ số đứng trước X, đúng không? Thì các bạn thấy nó sẽ là 6pi chia cho pi. Được chưa? 6pi chia cho pi nè, thì nó bằng 6. Đấy, đáp án sẽ là câu B luôn. Đây là chỉ cách giải nhanh. Rồi, còn bạn nào mà muốn làm theo kiểu bình thường, không có dùng công thức giải nhanh như này thì thầy chỉ nè. Bây giờ tụi em muốn tính tốc độ truyền sóng, tụi em biết tốc độ truyền sóng V nó sẽ bằng lambda. Tốc độ thì bằng quãng đường chia thời gian, đúng không? Chia chu kỳ nè, đúng không? Mà chu kỳ thì bằng gì? Chu kỳ thì bằng 2pi chia omega, đúng không tụi em? T thì bằng 2pi chia omega. Vì thay vô đây nó sẽ là phải là lambda nhân omega chia gì? Chia 2pi. Omega có rồi là 6pi. Tóm lại, muốn tìm V các bạn phải tìm được lambda. Mà lambda nó nằm trong đây nè tụi em. Cái này nè, thật ra là độ là pha
cái này là độ lập pha nè, tức là nó là bằng 2 pi d chia lambda đó, tức là thầy sẽ có gì, thầy sẽ có pi bằng 2 pi d chia lambda, pi x đó bằng 2 pi d chia lambda, pi với pi chém, x với d chém, thầy sẽ có lambda bằng mấy tụi em? À, lambda bằng 2, đúng không? Vậy thì em thay lambda bằng 2 vô đây đi, thì 2 nhân omega là nhân 6 pi chia 2 pi, 2 với 2 chém, pi với pi chém nó sẽ là 6, thấy chưa? Đấy. Rồi, có 16 tụi em. Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh. À, vệ tinh vũ trụ thì phải là sóng cực ngắn tụi em, đúng không? Vệ tinh vũ trụ thì sóng nó phải có năng lượng lớn để nó xuyên qua cái tầng điện ly, đúng không tụi em? Mà sóng mà có năng lượng lớn thì bước sóng phải bé. Tại vì năng lượng nè, năng lượng epsilon thì bằng hc chia lambda, đúng không? Vì epsilon năng lượng lớn thì lambda phải sao tụi em? Lambda phải bé, đúng chưa? Cho nên phải chọn sóng cực ngắn. Xong. Tiếp, câu 17. Trong các loại tia röntgen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc, tia nào có tần số nhỏ? Mấy bạn nghe này nha. Tần số nhỏ thì năng lượng nhỏ, mà năng lượng nhỏ thì bước sóng lớn, nghe chưa nè. F nhỏ nè thì năng lượng phải nhỏ, mà năng lượng nhỏ thì lambda phải sao tụi em? Lambda phải lớn. Cho nên tụi em phải chọn cái tia nào mà có bước sóng lớn nhất. Thì trên cái thang sóng điện từ thì cái thằng này là bước sóng lớn nhất nè. Đúng không? Trên cái thang sóng điện từ nè, đây là lambda nè. Thì hồng ngoại sẽ là lớn nhất. Sau đó tới gì? À, sau đó ánh sáng nhìn thấy, đúng không? Rồi mới tới tia tử ngoại, mới tới tia gì? Mới tới tia X. Đúng chưa? Đây là tính kiến thức cơ bản không đó. Rồi, câu 18 tụi em. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu động mạch gồm điện trở thuần R, đây là R nè, và tụ điện mắc nó tiếp, được chưa? Điện áp giữa hai đầu động mạch là pha pi phần 3 so với cường độ dòng điện. Đây tụi em đọc kỹ nè. Bài này là mạch, này là mạch chứa R gì tụi em? Mạch chứa R, đúng không? RC. Mạch chứa RC. Rồi, người ta hỏi dung kháng của tụ. À, mạch chứa RC thì chắc chắn mạch phải có tính dung kháng, đúng không tụi em? Cho nên U sẽ chảy pha hơn Y. Dễ chắn đồ ra tụi em nhìn nè nha. Nè, dễ chắn đồ ra nè. Y thì luôn nằm ngang, đúng chưa tụi em? R, đây là R nè, đúng chưa? Giờ tụi em biết nè, U nè, điện áp nè là pha pi trên 3 so với dòng điện nè, tức là U nó phải quay xuống đây, đúng không? Và lệch pi chia 3, tức là như tụi em góc này phải là nhiêu? Góc này sẽ là 60 độ, đúng không? Góc này sẽ là 60 độ. Đây thì ghi độ luôn đi cho dễ tính. À, 60 độ nè. Đấy, mấy bạn hiểu chưa? 60 độ. Được chưa? Đấy. Rồi. Vậy thì ZC sẽ là thằng này, đoạn này là ZC nè. Đúng không tụi em? Vậy thì mấy bạn biết nè, em người ta cho các bạn R 40, tức là cạnh này 40 nè. Cạnh này 40 nè tụi em. R là cạnh này 40 nè, góc này 60 thì chắc chắn này sẽ là 40 căn 3, thằng này sẽ là 80. Đoạn dài nhất sẽ là 80, đây là tam giác đặc biệt mà. Thầy dạy rồi nha. Đây là tam giác đặc biệt nha tụi em ha. Góc 60, góc 30 thì cạnh này 40, cạnh này 40 căn 3, cạnh này 80. Còn không thì các bạn tự tính ra nha. Đấy. Bạn nào học với thầy thì chắc chắn sẽ biết, nhanh luôn, nhìn là biết liền cái cạnh này là bằng 40 căn 3. Các bạn nó sẽ là câu A. Được chưa tụi em? Dung kháng là ZC sẽ bằng 40 căn 3. Xong. Tiếp, câu 19 nè. Câu 19 nè tụi em. Rồi. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần, độ từ cảm L, điện dung C. Ok, người ta kêu các bạn tìm mối quan hệ. Thì nhìn này nha. Các bạn nhìn nè. Những cái phương trình này có U nhỏ, có Y nhỏ, đúng không? Cho nên chắc chắn phải là biểu thức của giá trị tức thời tụi em. Mà giá trị tức thời thì các bạn chỉ có công thức này thôi. Đây. Giá trị tức thời của mạch LC lý tưởng thì các bạn sẽ có Y bình chia gì? Chia Y không bình cộng U bình chia cho U không bình bằng mấy? Bằng 1, đúng không? Đây là công thức cơ bản. Đúng không? Rồi, thì các bạn nhìn này nha. Người ta có thấy Y bình không? Tức là hãy rút Y bình nha. Rồi rút Y bình thì các bạn nhìn này, Y bình sẽ bằng cái gì? Đây, chuyển cái này qua đây, tức là bằng 1 trừ cho U bình chia cho U không bình, tất cả Y không bình nhân qua, nhân cho Y không bình. Ok chưa? Suy ra tiếp nè, Y bình bằng cái gì? Y bình bằng nè tụi em. Đây, quy đồng nè tụi em. Thì U không bình quy đồng lên đây thì nó sẽ là U không bình trừ U nhỏ bình, tất cả chia cho U không bình, đúng không? Bây giờ nhân cho Y không bình. Mà tụi em biết nè, công thức liên hệ của Y không với U không là gì mấy đó? Nhớ không? Đây, Y0 thì bằng U0 nhân căn gì tụi em? Căn C chia L, nhớ không? Vậy bây giờ Y không bình thì cái này bình phương lên, thì cái này sẽ có bình phương, thì cái này sẽ mất gì? Cái này sẽ mất căn. Mất căn, đúng không tụi em? Vậy nó sẽ là U0 bình nhân cho C chia gì? Chia L. Thì U0 bình với U0 bình chém, thấy không? Vậy nó chỉ còn là gì thôi? Y bình bằng U0 bình trừ U bình đóng ngoặc lại, tất cả nhân C chia L. Thấy chưa? Vậy đáp án sẽ là câu nào đây? Câu nào đây? Câu
câu A tụi em. Câu A xong. Ừ. Rồi. Tiếp câu 20. Câu 20 các bạn xem nào. Đặt một điện áp U bằng U căn 2 cos omega T vào hai đầu động mạch, được chưa? Đây. Đây câu 20 nè tụi em. Đặt một cái điện áp U đúng chưa? Bằng U căn 2 cos omega T vào hai đầu động mạch gồm cuộn cảm thuần, mắt nó tiếp với điện trở R. Tức là mạch chỉ có cuộn cảm L và điện trở R thôi. Đúng chưa tụi em? Rồi. Vậy thì bây giờ với hai giá trị R1, R2 á tụi em thì công suất tiêu thụ đều bằng 400W, tìm U. Bài này cũng dễ, thầy làm nhanh nha. Đây nè, tụi em biết nè. Tụi em biết công suất tiêu thụ nó có 3 công thức, đúng không? Một là bằng RI bình, hai là bằng UI cos phi, đúng không? Ba là bằng U bình chia R nhân cos bình phi. Đúng chưa? Ba công thức thì bài này thầy dùng dấu bằng đầu tiên đi. Được chưa? Thì các bạn nhìn nè, B sẽ bằng RI bình thì tụi em biết nè, B là bằng gì tụi em? Ừ, B là bằng 400 nè, R. Bây giờ thầy sẽ dùng cho R1 trước nha. Thì R1 thì cái này nó sẽ là R1 nhân Y bình, mà tụi em biết Y bình thì bằng gì? Y bình thì bằng U bình chia gì tụi em? U bình chia cho Z bình, đúng không? Mà Z bình thì lại bằng R1 bình cộng gì? Cộng cho ZL bình, đúng không? Tại vì mạch chỉ có RL mà. Mạch chỉ có RL thì tổng trở Z sẽ bằng căn của R bình cộng ZL bình, đúng không? Nhưng mà do cái này nó có bình phương cho nên mất căn rồi tụi em, nó chỉ còn này thôi. Rồi bằng tiếp. Bây giờ xài cho R2 nha. R2 thì cái này sẽ là R2 bình nhân cho U bình nè, chia cho R2 bình nè, cộng ZL bình. Người ta thay đổi R thôi cho nên U với ZL không có đổi, tụi em nó vẫn là như vậy thôi. Thì tụi em nhìn này nha. Với cái dấu bằng đầu tiên nè thì U với U chém, tụi em sẽ tìm được ZL, đúng không? Rồi thì thầy suy ra nha. Đây thầy sẽ có nè, suy ra nè. U bình với U bình chém nha tụi em, thầy sẽ có được là R1 là 20 chia cho 20 bình nè cộng ZL bình bằng R2 bình là cái này R2 không có bình nha. R2 là 80 nè, R1 là 20, R2 80 nè, chia cho R2 bình là 80 bình cộng cho ZL bình. Đấy, mấy đứa ship son nha, lấy máy tính ship son tính ra được thì ZL nó sẽ bằng bao nhiêu đây. Bấm ra nè, ship son ra tụi em. Đây mấy đứa bấm ra nhanh nha. Đây nó sẽ là nhiêu đây, 20 nè. Thầy nhân cái này qua đây cho máy tính nó chạy cho nó nhanh. 20 nhân cho 80 bình nè cộng cho ZL bình là X bình nè. Rồi đóng mặt lại bằng nè, 80 nhân cho cái này, 80 nè nhân cho 20 bình nè cộng cho ZL bình là cộng X bình nè. Rồi ship son. Rồi đây à, nó ra 40 tụi em. ZL là 40. Bây giờ tụi em bế cái ZL này nè, tụi em thay vô cái này lại. Thay vô cái nào cũng được, thay vô cái này nè. Bên đây có số 400 rồi đúng không? Thì giờ bây giờ R có rồi, ZL có rồi thì tụi em tìm được U, đúng không? Rồi thầy ship son lần nữa nha. Thôi thì chuyển với luôn đi. Tức là bây giờ nó sẽ là 400 nè nhân cho R1 bình cộng ZL bình nè, là nhân cho R1 là 20 bình, ZL bình là 40 bình, đúng không? 40 bình nè. Rồi bây giờ thầy chia cho gì? Chia cho R1, tức là chia cho 20. Rồi cái này là U bình nha. Bây giờ lấy căn nó sẽ là 200. Bây giờ suy ra B sẽ là bằng, suy ra U chứ, đúng không? Suy ra U sẽ bằng 200V rồi em. Đấy à, U B xong. Tiếp câu 21 tụi em nha. Khi nói về sóng âm, phát biểu này sau đây là sai ha, nhớ là chọn câu sai nghe chưa mấy đứa. Rồi khi nói về sóng âm, phát biểu này sau đây là sai, được chưa? Đọc nè, sóng âm trong không khí là sóng ngang. Câu này sai luôn rồi tụi em. Sóng âm trong không khí phải là sóng dọc chứ. Tại vì sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng thôi, nghe chưa? Rồi, sóng âm truyền được trong rắn, lỏng khí, đúng. Sóng âm trong không khí là sóng dọc, đúng. Rồi. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng trong nước. Câu này đúng rồi, đúng không? V rắn sẽ lớn nhất, lớn hơn V lỏng, lớn hơn V khí. Đối với sóng gì tụi em? Ừ, đối với sóng âm. Bây giờ còn sóng điện từ á thì V gì tụi em? À, sóng điện từ thì V không khí phải lớn nhất, nó lớn hơn V lỏng, nó lớn hơn V rắn, nó ngược lại. Rồi xong. Tiếp câu 22 nè tụi em. Nguyên tử hydro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng N, đúng không, về trạng thái dừng năng lượng M. Bước sóng của bức xạ nguyên tử hydro phát ra là, bài này dễ lắm. Đây nè,
nó đang ở mức năng lượng En đúng không tụi em? Bây giờ nó dịch chuyển về mức năng lượng gì? Dịch chuyển về mức năng lượng Em thì nó sẽ bức xạ ra ha, nó sẽ bức xạ ra một cái photon của năng lượng epsilon. Và epsilon này sẽ bằng En cao trừ E thấp, tức là bằng En trừ Em thay vô. Dễ quá. Epsilon thì lại bằng HC chia lam gì? Ừ, lambda. En chia M tức là trừ 1.5 trừ cho trừ 3.4, tức là trừ 1.5 cộng 3.4 eV, nghe chưa? Đơn vị của nó là eV, tụi em phải nhớ cái đơn vị nha. Đấy, tụi em bấm cái này ra thôi. À, thì suy ra lambda bằng cái gì? Tức là bằng HC chia cho cái đống này nè. Lambda sẽ bằng HC chia cho đống này nè. Thì bấm luôn nha. Đây, HC hả? Rồi, H là 6.625 nhân 10 mũ trừ 3.4 nè. Nhân C là nhân 3 nhân mũ 8 đúng không tụi em? Bây giờ chia cho cái đống dưới đây là 3.4 nè, trừ 1.5 nè, đóng ngoặc lại. Rồi, tụi em phải đổi đơn vị nha. Evon, được không? Bây giờ phải đổi sang gì? Đổi sang joule thì các bạn phải nhân cho 1.6 nhân cho 10 mũ trừ 19. Đấy. Đây nó là 1.74 nè. Ôi, thầy sai đâu nè nhờ. 3.4 trừ 1.5 eV. Từ nha, HC chia lambda. Khoan, sai đâu rồi tụi em? 6.625 nhân 3 nhân 10 mũ H. Đúng rồi mà. Đúng rồi mà ta. eV. À, cái này là 10 mũ trừ 19 mà, thầy ghi cái này 10 trừ 19 là 7. 10 phải là 10 mũ trừ 19. Rồi, đó là 6.54 tụi em. 6.54 nhân mũ trừ 7 tức là 0.54 nhân mũ trừ 6, đáp án sẽ là câu B nha. Rồi, xong. Tiếp tụi em. Câu số 24 ha. Câu số 24. Rồi. Các bạn quan sát câu 24 đi. Người ta nói là gì tụi em? À, người ta nói là một điện áp U 220 căn 2 đặt vào hai đầu động mạch AB gồm hai động mạch AM và MB nó tiếp. AM thì gồm R và L. Trời, nó cho cái này thầy đọc thì thật sự là rất là mệt, tụi em phải phân tích nữa, không sao nó không cho luôn cái mặt đi nhờ. Đây, đây là A nè tụi em. A nè, đây là B nè. Chính giữa AB này là AM đúng không? Rồi. Giữa AM này thì có R với L. Đây, tức là chỗ này có R nè. Chỗ này mắc có L nè, đúng không? Rồi giữa đoạn MB thì chỉ có tụ C thôi, tức là đoạn MB này chỉ có tụ C thôi. Đấy, mạch RLC nó tiếp. Nhưng mà các bạn đọc, các bạn nhìn này nha, AM là UAM tức là URL đó, được chưa? Rồi còn UMB là UC. Học tiếp. Điện áp giữa hai đầu AM và điện áp giữa hai đầu MB, được chưa, có giá trị hiệu dụng bằng nhau, đọc kỹ nha, và lệch pha nhau 2π/3. Thì tụi em phải hiểu như vậy nè, UAM chính là URL mà tụi em biết R thì nằm ngang. Thì vẽ đây đi nha, nè tụi em biết nè, R thì nằm ngang đúng không? Còn này là R nè, R thì nằm ngang, Y cũng nằm ngang, Y nằm ngang. Giờ tụi em biết L thì quay lên đúng không? L thì quay lên. Đấy, đây là ZL nè. Dẫn đến là khi mà tụi em tổng hợp hai thằng này lại thì URL nó sẽ có xu hướng là nó quay lên đây nè, đúng không? Cái thằng này là URL nè. Đấy, cái thằng này là UL, này là UR nha. Rồi, thì chưa, đây là URL nè. Giờ người ta nói là giờ URL nè, các bạn nhớ nha, URL chính là UM đó, nghe chưa? UM chính là URL đó. Rồi, xong. Bây giờ đọc kỹ coi. À, người ta nói là URL này nè tụi em, nó là pha với UMB. Mà MB là gì? MB nè, MB là UC. MB là UC mà tụi em biết UC luôn quay xuống đúng không? UC luôn quay xuống, đây là UC nè. Đấy, UC sẽ luôn quay xuống như này, được chưa? Và lệch nhau 2π/3. Tụi em biết 2π/3 là 120 độ đó, tức là góc này, góc lệch này của nó là 120 độ nè. Đấy, thì bây giờ rõ ràng U hai đầu động mạch, tụi em nhìn đi, U hai đầu động mạch nè, tức là UAB đó sẽ bằng UAM cộng UMB, đúng không? UAM cộng UMB, tức là bây giờ hai cái thằng này tụi em phải tổng hợp theo quy tắc thằng bình hành nè, cộng dựng thằng bình hành ra. Đấy, đấy, thì tổng hợp lại thì cái đoạn này nè, cái đường chéo thằng bình hành nè tụi em, cái đoạn này nè chính là U cả mạch. Đấy, người ta kêu các bạn tìm cái gì? À, tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động mạch AM, tức là kêu các bạn tìm U này nè, còn AM là URL đó, kêu các bạn tìm URL đó. Dễ, tại vì tụi em biết nè, người ta cho các bạn U này là U gì? U này là U cả mạch nè,
nghe chưa, UAB đó, nhưng mà cái này là U0 nha, được chưa? Còn tính theo hiệu dụng á, thì UAB sẽ bằng 220 thôi, nghe chưa tụi em, được chưa? Tức là cái đoạn này nè, đoạn này thì bằng 220, đoạn này bằng 220, mà tụi em biết nè, cạnh này bằng cạnh này, góc này là 120 thì góc trên này 60, góc trên này 60, có nghĩa là cái tam giác này là gì tụi em, tam giác đều, đúng không? Tức là ba cạnh này đều bằng nhau hết, nghe chưa? Tức là cái này sẽ là bằng 220. Đấy, vậy đáp án sẽ là câu D. Được chưa tụi em? URL sẽ bằng 220 ha. Đây, xong, bài này dễ. Đúng không tụi em? Tại vì người ta nói là nè, người ta nói là UAM với UMB bằng nhau mà, tức là cạnh này nè, cạnh này nè với cạnh này, hai cạnh này bằng nhau nè. Hai cạnh này bằng nhau thì bây giờ tổng hợp hình bình thành thì cái hình này nó phải có góc này với góc này bằng nhau chứ. Đúng chưa? Mà góc này với góc này bằng nhau thì cái tam giác này nó phải là tam giác đều. Được chưa tụi em? Cho nên là ba cạnh này bằng nhau hết. Rồi, xong. Tiếp. Câu 25. 25 nè. Một vật dao động điều hòa thì A, động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. Tụi em biết nè, A mà có độ lớn cực đại thì ở biên đúng không tụi em? Ở biên mà ở biên thì động năng phải bằng 0 chứ tụi em. Ở biên thì động năng bằng 0 cho nên câu này sai. Câu B, khi vật đi từ cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc luôn cùng dấu. Câu này sai chắc rồi tụi em. À, bây giờ thì ví dụ đi, đi từ cân bằng ra biên đây nè. Đây, đi từ cân bằng ra biên nè, thì đây là chiều của vận tốc. Nhưng mà gia tốc thì luôn hướng về cân bằng mà tụi em, cho nên nó ngược dấu là thấy chưa? Sai. Câu C, khi ở cân bằng thế năng của vật bằng cơ năng. Khi ở cân bằng là ở đây nè. Mà khi ở cân bằng thì thế năng bằng 0 mà. Đúng không? Khi ở cân bằng thì thế năng bằng 0 mà, cho nên câu này cũng sai. Câu D, thế năng của vật cực đại của vật ở biên, chính xác. Rồi, xong. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động, hồ quang điện, màn hình máy, lò sưởi, lò vi sóng, nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất. Thì các bạn nghe nè, tia tử ngoại thì nguồn phát của nó là phải những cái vật trên nhiệt độ 2000 độ C. Thì cái hồ quang điện này là cái nguồn mạnh nhất nha tụi em. Đáp án sẽ là câu A, nghe chưa? Hồ quang điện là cái thằng mà cái nguồn mà phát ra tia tử ngoại mạnh nhất. Được chưa tụi em? Rồi, câu 27 nè. Tại một nơi trên mặt đất nè tụi em, con lắc đơn có chiều dài L đang di động với chu kỳ là 2 giây. Khi tăng chiều dài thêm 21 cm, tức là L phẩy sẽ bằng L cộng 21, thì chu kỳ là 2.2. Ok, các bạn lập tỷ lệ thôi, đúng không? Lập tỷ lệ thôi. Các bạn có T chia T phẩy sẽ bằng gì tụi em? Căn của gì? À, tụi em biết chu kỳ T nó tỷ lệ với lại căn L, đúng không? Vậy T chia T phẩy nó sẽ là bằng căn của L chia L phẩy thôi. Rồi thay vô, L phẩy là bằng cái này nè, thay vô xíp son. À, đây, T là 2 nè, T phẩy là 2.2 bằng nè, căn của L là x, đúng không tụi em? Chia cho L phẩy là x cộng 21, xíp son. Nó ra là 100 cm là 1 m, máy sẽ là câu C. Xong, tiếp tụi em, câu 28 nè mấy đứa. Cho dòng điện Y chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn, tức là cái dây dẫn thẳng dài vô hạn nè tụi em. Rồi, cảm ứng từ tại những điểm cách dây một đoạn R, tức là ở đây thì có ví dụ có một điểm M đi. Điểm M này nè, cách cái dây một đoạn lại R thì có cảm ứng từ B sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho cường dòng điện Y. Ha, à, và chia cho khoảng cách từ điểm đó cho tới dây dẫn. Đấy, đáp án là câu nào? Ờ, câu B tụi em, 2 nhân mũ trừ 7 nhân Y chia R. Rồi, xong. Câu 29 nè tụi em. Đọc đề đi, câu 29 nè. Một vật sáng AB đúng không? Có dạng một cái đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính tụi em, tạo ra ảnh A1 B1 bằng 4 cm. Rồi, giữ vật và màn cố định, di chuyển thấu kính dọc theo trục đến một cái vị trí khác thì thu được ảnh A2 B2 bằng 6.25 cm. Rõ nét trên màn, tìm độ cao của vật. Các bạn nghe này nha, đọc kỹ nè. Giữ vật và màn cố định, tức là dịch chuyển cái thấu kính thôi, thì có nghĩa là như này nè, tụi em phải hiểu nè. Giả sử đi, vị trí của vật và ảnh lúc đầu là D1 phẩy, lúc sau là D2 phẩy, thì tụi em biết nè, công thức nè, 1 phần D1 cộng 1 phần D1 phẩy sẽ bằng 1 phần F, đúng không? Tiếp tục, 1 phần D2 cộng 1 phần D2 phẩy sẽ bằng, cũng bằng 1 phần F, tại vì cái thấu kính đâu có thay đổi đâu, tiêu cự không đổi. Và khoảng cách của gì tụi em? À, khoảng cách của vật màn cũng cố định luôn. Cho nên thật ra là hai cái thằng này đổi chỗ cho nhau nè tụi em. Tức là vị trí của ảnh và vật sẽ đổi chỗ cho nhau. À, vị trí ảnh và vật lúc sau, lúc đầu lúc sau tụi em, nó sẽ đổi chỗ cho nhau thôi. Đổi chỗ cho nhau, nghe chưa? Đấy, cho nên tụi em sẽ suy ra được những cái hệ quả như sau nè. Các bạn phải nhớ dạng này luôn. Thứ nhất là D1
bằng D2 phẩy, cho nên D2 sẽ bằng D1 phẩy, đúng không? Cho nên tụi em sẽ có được gì? Tụi em biết K1 á thì nó bằng D1 phẩy chia cho D1, K2 thì bằng D2 phẩy chia D2. Đây là công thức cơ bản, nghe chưa? Thì rõ ràng khi mà thầy lấy hai thằng này nhân nhau ra mấy, tụi em ra 1, đúng không? Hệ quả thứ nhất nè, đây là hệ quả thứ nhất nè. Hệ quả thứ hai là K1 nhân K2 sẽ bằng 1. Đấy. Hệ quả thứ ba là ra là liên quan tới bài này của mình nè. Hệ quả thứ ba là người ta cho cái độ cao của ảnh lúc đầu và độ cao của ảnh lúc sau. Người ta kêu các bạn tìm độ cao của vật, đúng không? Thì cái thật ra là dễ rồi mà. Nè. K1 này nè thì sẽ bằng độ cao của ảnh lúc đầu, tức là A1 B1 chia cho độ cao của vật là AB. Đúng chưa? K2 thì sẽ bằng độ cao của ảnh lúc sau, tức là bằng A2 B2 chia cho độ cao của vật là chia AB bằng 1. Thì rõ ràng tụi em sẽ thấy có được cái hệ quả tiếp theo nè. Đó là tụi em sẽ có AB sẽ bằng căn của gì tụi em? Căn của A1 B1 nhân A2 B2. Đúng chưa? Đấy. Đúng không? Nè, AB nhân AB là AB bình. Các bạn chuyển AB qua đây, sau đó lấy căn hai vế. Đấy. Rồi, vậy thì A1 B1 nhân A2 B2 chính là căn của gì tụi em thay vô thôi. Nè. Căn của 4, đúng không? Căn của 4 nhân cho 6,25. Dạ. Yeah. Nó là 5 rồi em. À. Xong. Tiếp tục. Câu 30 rồi em. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng nè? Các bạn nhớ này nha, sóng là gì? Sóng thì những cái thằng thể hiện tính chất sóng nè là nhiễu xạ nè, khúc xạ, nhiễu xạ, khúc xạ nè, giao thoa, tán sắc, nghe chưa? Còn cái hàng mà thể hiện tính chất hạt đó tụi em. Hạt á đó là quang điện trong, quang điện ngoài và quang phát quang, nghe chưa? Đây. Đấy, vậy thì bài này người ta kêu mình chọn tính chất sóng thì mình phải chọn giao thoa ánh sáng rồi em. Nên nó sẽ là câu D, nghe chưa? Rồi, câu 31. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, hai dao động có phương trình như này, như này. Rồi, kêu tìm gia tốc cực đại. Tức là kêu tìm Amax. Mà Amax thì bằng gì tụi em? Amax thì bằng omega bình nhân cho A tổng hợp, nghe chưa? Thì bây giờ phải tổng hợp A đó. Thì tụi em nhìn này nha, phương trình này là hàm cos, thằng này là hàm sin, cho nên tụi em phải chuyển về cùng hàm, nghe chưa? Chuyển về cùng hàm thôi là sai đó. Thì bây giờ từ sin mà chuyển về cos thì nó các bạn trừ đi pi chia 2, đúng không? Chỗ này sẽ là cos của 10t. Thì pi chia 2 trừ đi pi chia 2 hết luôn rồi, nó ra cái này luôn. Thì rõ ràng tụi em nhìn là thằng này là 10t, này là 10t, cho hai nên hai này cùng pha, đúng không? Hai này cùng pha, mà cùng pha thì suy ra A tổng hợp sẽ bằng A1 cộng A2, tức là bằng 3 cộng 4, đúng không? 3 cộng 4 thì là 7. Omega bình là 10 bình. Omega bình là 10 bình nè. Được chưa? Bây giờ nhân A tổng hợp là nhân 7 nè, thì nó sẽ ra là nhiêu tụi em? 700. 700. Thì đáp án sẽ là câu C, nghe chưa? Nha, 700 cm trên dây bình thì nó là 7 m dây bình. Xong. Tiếp. Câu 32. À, kính thiên văn, được chưa tụi em? Gồm một vật kính và thị kính, các thấu kính hội tụ của tiêu cự là cái này là F1, cái này là F2 nè. Đúng không? Cái này là F1 nè, này là F2 nè. Rồi, một người mắt không có tật quan sát một thiên thể ở rất xa bằng trong trạng thái mắt không điều tiết. Mắt không điều tiết tức là ngắm chừng ở vô cùng nè tụi em. Có góc trong ảnh là 5 phút. Rồi, vậy bây giờ góc trong thiên thể khi không dùng kính là, tụi em biết nè, cái góc trong này nè là khi mà có gì? Có đeo kính tụi em thì cái này nó là alpha. Được chưa? Còn góc trong mà khi mà không đi dùng kính nó là alpha 0. Được chưa? Thì tụi em biết nè, số bộ giác, được chưa tụi em? Độ bộ giác của dụng cụ quang học nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng góc trong alpha chia cho alpha 0. Và đối với kính thiên văn á, nó sẽ bằng gì tụi em? Nó sẽ bằng F1 chia cho F2. Được chưa? Nó sẽ bằng F1 chia cho F2. Vậy thì bây giờ rõ ràng tụi em sẽ thấy nè, tụi em sẽ thấy suy ra thầy sẽ có là alpha 0 sẽ bằng alpha nhân F2 chia F1. Rồi, alpha là 5 nhân F2 là nhân 6 chia 1,2. Đấy, vậy nó sẽ ra là 5 nhân 6 phần 1,2. Nó ra là thầy phải gọi đơn vị tụi em. Cái này là cm, cái này là mét tụi em, thì bây giờ phải đổi nè. 6 cm, cái này mét thì nó sẽ là 120 tụi em. Ui, 120 là nó sẽ là 0,25 tụi em. 0,25. Đấy, vậy nó phải là câu B. Câu B nha. Thầy quên để ý đơn vị tụi em, cái này phải là 6 chia 120 mới đúng. Ok, rồi. Xong.
Câu 3, câu 33 rồi em. Chiếu ánh sáng do một cái nguồn nóng phát ra một cây hạt ép của một máy quang phổ. À, máy quang phổ ta đọc kỹ nha. Buồng ảnh sẽ thu được cái nào? Thì buồng ảnh sẽ thu được một cái gì thôi em? Một cái dải màu liên tục từ đỏ tới tím nó liền nhau, đúng không? 33 là câu D. Cái này là lý thuyết của máy quang phổ thôi, nghe chưa? Rồi, câu 33. Cường độ âm, cái này là Y nè. Rồi, cường độ âm chuẩn, cái này là Y không nè. Chứ các bạn tìm gì? Chứ các bạn tìm mức cường độ âm, đúng không? Thì mức cường độ âm L sẽ bằng log của Y chia Y không. Đấy, tức là bằng log của 10 mũ trừ 5 chia 10 mũ trừ 12, nó sẽ là 7. Được chưa? Xong. Tiếp, câu 35. Khi nói về tia alpha, câu nào sau đây là sai nha tụi em? Câu A, tia alpha là các dòng hạt nhân heli. Đúng. Khi đi trong không khí, tia alpha nha làm y ion hóa không khí và mất dần năng lượng. Chính xác. Câu C, khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia alpha bị lệch về phía phản âm. Chính xác. Chính xác. Được chưa? Cái này thầy dạy trên lớp rồi nha tụi em. Tia alpha nó bị, nó là nhiễm điện dương đó, cho nên nó sẽ bị lệch về phía phản âm. Rồi. Xong. Tiếp. Câu D tụi em, tia alpha phóng ra hạt từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000. Cái này sai rồi. Tốc độ của nó phải là 2 nhân mũ 7 mới đúng. Đấy, nó lớn hơn cái này nhiều. À, cho nên cái này sai rồi tụi em, cho nên chọn luôn, chọn câu sai mà. Được chưa? Tiếp này tụi em, đọc nè. Một cái dây đàn hồi, đúng không? Dài 90 cm, một đầu cố định và một đầu tự do. Đọc kỹ nha, đầu cố định và tự do nha, đang có sóng dừng. Được chưa? Kể cả hai đầu cố định, trên dây có 8 nút, biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng. Các bạn nghe này nha. Hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là T chia 2, đúng không? Vậy bây giờ 6 lần thì sẽ có 5 lần T chia 2, đúng không tụi em? Đúng không? 6 lần thì chỉ có 5 khoảng thời gian thôi, được chưa? Tức là sẽ có 5 nè, 6 lần liên tiếp thì sẽ là 5 nhân cho T chia 2 sẽ bằng như tụi em 0.25. Đây là lý thuyết thầy dạy kỹ rồi nha, tụi em phải nhớ nghe chưa? Thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là T chia 2. Vậy bây giờ 6 lần liên tiếp sẽ là 5 lần nhân T chia 2. Ừ, từ cái này tụi em xin tính được chu kỳ đúng không? Nó sẽ ra chu kỳ T bằng nhiêu, tính luôn đi. Thì T sẽ bằng 0.25 nhân 2 chia 5, đúng không? Nhân 2 phần 5. À, đó là 0.1, chu kỳ là 0.1. Xong, đọc tiếp à. Kêu tìm tốc độ truyền sóng. Thì tụi em biết tốc độ truyền sóng thì bằng lambda chia T, V thì bằng lambda chia T. Bây giờ T có rồi, bây giờ phải tìm lambda. Tìm lambda. Mà muốn tìm lambda thì phải dựa vào cái này nè. Bây giờ cái chiều dài dây, cái này mình chưa xài nè, chiều dài dây là L nè. Bây giờ tụi em nghe này nha. Kể cả cái đầu dây thì con dây có 8 nút, bây giờ tụi em vẽ ra thôi. 1 nút, 2 nút, 3 nút, 4 nút, 5 nút, 6 nút, 7 nút, 8 nút. 8 nút thì sẽ tụi em biết nè. 8 nút sẽ có 8 bó đúng không? Mà mỗi một cái bó nè, mỗi một bó là lambda chia gì tụi em nhớ không? Mỗi một bó sóng là lambda chia 2, đúng không? Vậy thì bây giờ 1 2 3 4 5 6 7 có 7 bó thì sẽ là 7 nhân cho lambda chia 2, nhưng một đầu tự do cho nên cái đầu cuối á tụi em, cái đầu cuối nó còn một, nó còn nửa bó nữa. Đầu cuối nó còn nửa bó nữa tụi em. Mà nửa bó thì các bạn cộng thêm lambda chia 4, nó sẽ bằng 90. Bằng chiều dài dây là bằng 90. Đấy, từ cái này tụi em suy ra lambda nha. Rồi, xếp xong luôn đi. À, được chưa? Xếp xong luôn tụi em. 7 nhân gì? 7 nè, nhân cho lambda chia 2 cộng cho lambda chia 4 nè, bằng 90 nè. Rồi, xếp xong. Được chưa? Nó ra lambda là 24 cm. Ừ, giờ thay vô đây, 24 chia cho 0.1 nó sẽ ra là 240 cm trên dây, thì nó sẽ ra là 2.4 m trên dây. Nó sẽ là câu C. Xong. Được chưa tụi em? Rồi, tiếp câu 38. 38 nào. À, trong thí nghiệm do thô ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng, khoảng vân trên màn đây là Y nè. Được chưa? Rồi, trong khoảng giữa hai điểm MN trên màn cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là, đọc kỹ nha, cùng một phía nè, cách vân trung tâm lần lượt là 2 và 4. Bây giờ mình tìm bậc thôi, bài này thì giải nát trên lớp rồi. Đây là vân trung tâm nè. Hai thằng này cùng phía đúng không? Cho nên đây là điểm gì? Đây là điểm M. Đúng chưa tụi em? Rồi đây là điểm gì? Đây là điểm N, đúng không? Bây giờ tìm bậc của điểm M và N thôi tụi em. Đúng không? Chặt nhanh đi. Đây nè, điểm M là 2 thì bây giờ 2 chia 1.2 là mấy? 2 chia 1.2. À thì bậc của nó là 1.6 nha. Điểm M này nè, bậc của nó là 1.6. Rồi, điểm N thì là 4.5 chia 1.2. Ừ, bậc của nó là 3.75. Rồi bây giờ tụi em đếm thôi.
Bây giờ nè, nằm giữa MN thì thằng nào có bậc nguyên? Bậc nguyên nằm giữa MN là vân sáng, các bạn nhớ nè. Vân sáng thì K nguyên đúng không tụi em? Thì K nó phải là mấy? À, lớn hơn 1.2 và bé ăn 3.75 thì nó sẽ là 2 3 đúng không? Rồi cho nên sẽ có hai vân sáng nha tụi em. À, sẽ có hai vân sáng. Rồi bây giờ vân tối. Vân tối thì các bạn phải lấy K bán nguyên nghe chưa? Thì các bạn đếm đi. Bây giờ K bán nguyên là mấy? Từ 1.5 cho tới 3.75 thì sẽ có 2.5. Là mấy nữa? 2.5 rồi 3.5. Đấy, cho nên sẽ có hai tối, hai sáng, hai tối. Cho nên đáp án sẽ là câu gì? Câu D. Như cho tụi em ha, hai sáng, hai tối. Xong, tiếp. Câu 19 nè. Rồi. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ gốc, các bạn nghe nè, biên độ gốc thì cái này sẽ là alpha 0, nghe chưa? Cái chính độ này nè là alpha 0 nghe chưa tụi em. Rồi. Dưới tác dụng của trọng lực ở điểm T0, vật nhỏ con lắc có ly độ gốc là alpha, ly độ cong là s nhỏ, nghe chưa? Tức là đây là alpha nè, đây là s nhỏ nè. Rồi, kêu các bạn tìm tốc độ của vật ở điểm T0 thì rất dễ. Tụi em biết nè, tốc độ thì sẽ bằng căn của 2GL nhân cho cos alpha trừ cos alpha 0, đây là công thức. Đúng chưa? Vậy các bạn nhìn này, alpha có rồi, alpha 0 cũng có rồi. Bây giờ muốn tìm cái V phải tìm L đúng không? Mà cái thật ra nè, người ta cho các bạn tại thời điểm T0, người ta cho các bạn S cho alpha sẽ tìm được L thông qua công thức S sẽ bằng alpha nhân L. Đấy, dễ không tụi em? Nhưng mà đấy nha, cái alpha này nè, đang là độ. Trong công thức này nè, tụi em phải tính cái alpha này theo đơn vị ra dăng cho ông nào mà Lotomer là xe bét đó. Đấy, cho nên bây giờ muốn tìm L các bạn phải đổi cái này sang ra dăng nè. Thì 4.5 4.5 độ chia 180 thì nó là pi phần 40 nghe chưa? Alpha là pi phần 40 thì thay vô nè, s thì bằng nhiêu? S thì là 2.5 pi, thay vô nè, s là bằng 2.5 pi nè, bằng alpha là pi phần 40 nhân l nè, thì pi với pi chém. Vậy l sẽ bằng 40 nhân 2.5 thì l sẽ là 100. Tức là 1 m á, 100 cm. Đúng không? Sẽ là 1 m. Rồi thay vô đây là xong rồi em. Căn 2 nhân g là nhân 10 nè, g người ta cho 10 thấy không? Rồi nhân L là nhân 1 nè. Nhân cho cos của 4.5 trừ cho cos của 9 nè bằng đấy, đó là 0.43 tụi em đúng không? 0.43 m trên giây thì là 43 cm trên giây. Đáp án sẽ là câu D. Xong. Tiếp. Câu 40 nè. Câu 40 này tụi em phải tưởng tượng nghe chưa? Câu 40 này tụi em phải chịu khó tưởng tượng. Ha, tưởng tượng nha. Và phải áp dụng quy tắc, sử dụng quy tắc bàn tay trái. Giờ tại đây là lực Lorentz mà, lực Lorentz nó phải theo quy tắc bàn tay trái. Bây giờ tụi em đọc nè. Điện tích âm, đọc kỹ nha. Điện tích âm nha, điện tích âm thì xíu nữa mình xét thì cái chiều của cái lực ép nó phải ngược với chiều con cái mới đúng nghe nha. Rồi, chuyển động theo phương từ đông sang tây. Từ trường thì hướng xuống. Bây giờ hỏi lực Lorentz hướng như nào? Ok, thầy phân tích từ từ nè. Bây giờ từ trường hướng xuống. Đúng không? Từ trường hướng xuống. Thì bây giờ tụi em hình dung nè, từ trường hướng xuống thì giả sử là cái này là mặt đất đi. Tụi em tưởng tượng nha. Cái này là mặt đất nè. Bây giờ từ trường hướng xuống là nó đâm thẳng đứng xuống. Mà đâm thẳng đứng xuống bây giờ biểu diễn nó thì sẽ vẽ dấu gì? À, đâm thẳng đứng là vẽ dấu, dấu ít hay là dấu cộng á, tụi em học ở lớp 11 rồi đó, đúng không? Từ trường là B nè. Nhớ nha, các bạn tưởng tượng từ trường là vector B nó đang đâm thẳng đứng vô cũng tập nè, thẳng đứng từ trên xuống. Đây là mặt đất nè. Đúng không? Vậy thì bây giờ giả sử tụi em đang đứng đây đi thì bên đây là đông nè, đúng không? Đây là gì? Đây là tây nè. Cái này là gì? Bắc nè. Cái này là gì? Nam nè. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đúng không? Rồi, bây giờ điện tích âm nè, chuyển động theo phương từ đông sang tây. Từ đông sang tây là cái điện tích âm nó chạy qua đây tụi em. Đây. Điện tích âm nó di chuyển qua đây. Đây là chiều vận tốc của nó. Thì quy tắc bàn tay trái nghe nè. Lòng bàn tay tụi em, lòng bàn tay sẽ hướng B nghe chưa? Lòng bàn tay hướng B thì bây giờ B đang đâm xuống thì phải ngửa bàn tay ra. Đúng không? Ngửa bàn tay ra nè. Rồi, tiếp tục nè tụi em, ngửa bàn tay ra nha. Ha, ngửa bàn tay ra rồi. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chỉ chiều V, ngửa ra. Bây giờ chỉ chiều V thì phải quay gì nè tụi em? Đúng không? Nè. Nè. Bây giờ tụi em phải quay cái chiều từ cổ tay đến ngón tay là chỉ chiều V, tức là quay qua. Đúng không? Thì ngón tay cái chỗ ra 90 độ tụi em nhìn nè. À, cái tay thì hơi khó quay tụi em. Đây nè. Nè tụi em xem này nha. Đấy, thấy chưa? Kìa, yeah. Chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều điện tích nè, ngón tay cái chỗ ra 90 độ nè. Chỉ chiều gì? Ừ, chỉ chiều của lực Lorentz, tức là lực Lorentz hướng xuống hướng nam. Đúng không? Nhưng mà điện tích âm thì lực Lorentz sẽ hướng ngược chiều ngược lại tụi em, tức là lực Lorentz phải hướng ngược lên trên đây. Đây là lý thuyết lớp 11 thôi. Nghe chưa? Tại vì vậy
Vậy qua cái video cái camera thầy hơi khó chỉ tụi em, cái này đứng trên lớp á, trên lớp ợp á, thì thầy gì nói cái câu này nó dễ hơn nha các bạn nhớ nha. Ha, thầy ghi nè, ghi bằng lời nè, quy tắc bàn tay trái nè, đó là lòng bàn tay, lòng bàn tay hứng gì tụi em, ừ hứng vector B nghe chưa, chiều, chiều từ cổ cho đến ngón nè, là chiều gì tụi em, chỉ chiều V đúng không, đấy thì suy ra ngón cái, ngón cái chỉ chiều của lực ép Lorentz đấy, được chưa, chỉ chiều lực ép Lorentz. Nhưng mà nếu mà gì tụi em, nếu mà điện tích âm, nếu mà điện tích âm thì ngược lại nha, nếu mà điện tích âm á thì cái chiều ngón cái, được chưa tụi em, thì cái chiều của lực Lorentz sẽ ngược lại, được chưa, chiều của lực Lorentz thì ngược lại, tức là nếu mà ngón cái em quay xuống đây nè thì chiều lực Lorentz phải hướng lên, ngược lại phải hướng lên trên, nghe chưa, tại vì đây là điện tích âm mà đấy, cho nên nó phải hướng lên hướng bắc nha tụi em, hướng lên trên thì phải hướng lên hướng bắc nha. Vậy đó sẽ là câu D xong. Ok xong, thầy hoàn thành cho tụi em cái đề này ha. Thì cái đề này tương, nó cũng tương đối dễ thôi, nghe chưa, nó dễ hơn cái đề mà bữa trước thầy sửa cái đề ngang, nó khó hơn nhiều ha. Nhưng mà tụi em ôn cũng ôn cho kỹ nha tụi em, để tránh đi thi, thường thường mình dễ bị sai mấy câu dễ đó. Sai mấy câu dễ là về tụi em khóc, tụi em sẽ khóc mấy ngày mấy đêm, để có đó người ta gọi là sai ngu đó tụi em nha. Mà không có gì mà cay bằng sai ngu đó tụi em, sai ngu một cái này thôi ha. Câu dễ câu khó gì điểm nó cũng như nhau thôi, cũng đều là 0.25 một câu thôi, cho nên đừng để mất điểm câu dễ, nghe chưa. Rồi ok thôi thì kết thúc ở đây, các bạn nhớ theo dõi tiếp những cái video tiếp theo, bây giờ nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, nghe chưa, mỗi ngày một video nghe tụi em. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn học tốt.